Những điều cần biết khi mua bán xe gắn biển số định danh. Việc cần làm khi mua bán xe cũ từ ngày 15 tháng 8, chủ xe giữ lại biển năm số và giấy đăng ký, chủ cũ và mới đi làm thủ tục thu hồi biển số và đăng ký xe, tháo biển số và nộp cho cảnh sát giao thông trong vòng 30 ngày kể từ ngày bán xe. Chủ xe mới sẽ tiến hành làm thủ tục sang tên, đăng ký cấp biển số định danh. Quy trình cấp biển số định danh mới, chủ xe đăng ký trên cổng dịch vụ công quốc gia, kê khai theo mẫu tờ khai đăng ký xe và nhận được mã hồ sơ. Cơ quan đăng ký xe sẽ gửi lịch hẹn giải quyết hồ sơ qua tin nhắn. Sau đó, chủ xe đưa phương tiện đến cơ quan đăng ký, cung cấp mã hồ sơ và nộp hồ sơ, biên lai thuế, lệ phí, nhận biển số định danh và hoàn tất đăng ký. Đặc biệt, khi cấp đổi biển số, cần có mặt chủ biển số xe cũ và chủ mới. Nếu không có giấy tờ mua bán, chủ mới viết cam kết, nộp lại biển xe cho cơ quan công an xác minh trong 30 ngày, sau đó chủ mới đến bấm biển định danh. Làm gì khi chủ cũ không đến, đã đi nước ngoài hoặc đã qua đời? Nếu xe có giấy tờ mua bán, cảnh sát giao thông sẽ thu hồi biển số và giấy đăng ký cũ và sang tên cho chủ mới, đồng thời xử phạt người đang sử dụng xe do không làm thủ tục sang tên. Nếu xe không có giấy tờ mua bán, chủ mới viết cam kết cho cơ quan công an xác minh trong 30 ngày, sau đó chủ sở hữu mới được bấm biển định danh. Hồ sơ đăng ký sang tên đổi chủ bao gồm những giấy tờ gì? Hồ sơ đăng ký gồm giấy tờ liên quan đến cá nhân tổ chức sử dụng xe, giấy khai đăng ký xe ghi rõ quá trình mua bán, cam kết chịu trách nhiệm về nguồn gốc hợp pháp của xe, chứng từ chuyển của chủ xe và người bán cuối cùng nếu có, chứng từ lệ phí trước bạ và chứng nhận thu hồi đăng ký biển số.